Tiếp sau đây sẽ là một thông tin tích cực và được nhiều người dân quan tâm. Sắp tới thì các hộ gia đình có thể sẽ phải trả các hóa đơn tiền điện với số tiền ít hơn trước khi mà Bộ Công Thương cho biết là đang tiến hành nghiên cứu rút biểu giá tính điện từ 6 bậc hiện nay xuống chỉ còn 3 bậc. Sau những lời phàn nàn của nhiều người dân về hóa đơn tiền điện tăng vọt trong những tháng nắng nóng, thì Bộ Công Thương cho rằng ngoài nguyên nhân các hộ sử dụng điện nhiều hơn thì chính là do cách tính lũy tiến theo bậc thang hiện nay đã đẩy mức giá điện lên cao. Do đó, Bộ này đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và xem xét lại biểu giá và cách tính giá điện bán lẻ theo hướng ít bậc thang hơn, đưa về chỉ còn 3 bậc và thậm chí chỉ còn 1 bậc trong thời gian tới. Điều này sẽ giúp cho cách tính điện không còn phức tạp và người dân tiêu dùng thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Trong khi đó thì chiều nay Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, khi trao đổi vấn đề này với phóng viên Chào buổi tối cho biết là giảm biểu giá tính điện là hợp lý bởi với giá bán lẻ bình quân hiện nay là 1.622 đồng 1 kWh thì đã là có lãi với EVN. Vậy mà trước đây tính theo lũy tiến thì tăng dần 6 bậc thì có nghĩa là EVN đã lãi đơn lãi kép và đã đẩy cái khó về phía người dân.